À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chô Chấu Cua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã... Ôi rồi, thằng cung thủ ấy bắn 54 cơ. À đúng rồi, mình chọn là cái hỗ trợ là tăng cho lính tầm xa mà. Con này nó hỗ trợ lên mạnh là tính lính tầm xa mà. Ờ, cận chiến của nó thì không mạnh bằng khi cho thằng champion, nhưng mà cho con này vào thì nó tăng đến 54 sát thương này, mà chưa kể đấy là nó còn không mua quân ở thành nữa. Nếu mua quân ở thành nó đam nó lên hơn 6 mấy cả. À, nếu như thế này thì để chống các đơn vị tầm xa của đối phương quá tuyệt luôn, với cái đam khủng khiếp như thế này thì À, tập trước thì mình đã bắt đầu chiếm và vây cái vùng đất phía nam này của thằng đây nó xây cái gì đây, cảng biển này. Ba cái điện thờ rồi. Tăng 5% giáp cho các đơn vị được tuyển ở đây. Sao hải quân của mình lại bị thương này nhỉ? Chưa hồi kịp à? Thôi được rồi, chiến. Cho hai thằng đấy nó ở trên bờ, không cần phải đánh nhau. À trên biển, cần đánh nhau. Mình quyết định kiểm soát vùng châu Phi này. Một trong những vùng đất giàu có bậc nhất của... À, ở game này. Bộ binh của thằng Siri này cũng mạnh phết đấy. Thằng Syracuse. Trời mưa. Thành này là thành. Úi dồi ôi. Ngắm cái thành của nó phát á. Úi dồi ôi, sao đẹp thế. Úi dồi. Đây là tượng. Úi dồi. Sao nó không cho mình thủ ở chỗ này được nhỉ? Thành vãi cả đẹp. Không biết có vào được đây không nhỉ? Làm gì có lối đi lên đâu. Ờ đúng rồi. Chứ nếu mà nó thủ được ở trên này thì cứ vỡ mồm cho thằng công thành. Thằng nào công thành SML luôn. À, ngoánh từ đâu vào bây giờ đây? Quánh chân cổng này vào à? Ôi ôi, đẹp thế. Gì đây? Ôi ôi, thế này mình đang đi đánh nhau hay đi tham quan du lịch nhỉ? Ôi ôi, đẹp quá. Tiến từ đây vào. Đi qua cả một cái vùng rộng này, tiến vào thủ phủ của nó. Ôi, đẹp thật. Không ngờ cái thành Carthage nó đẹp thế. Grouped and awaiting orders. Ready, willing and able. We await your command. Mình tiếc là mình không có tuyển được cái đội cung thủ Peyton Archer cho lực lượng không thể tuyển được Peyton Archer cho các cái đơn vị hạ. Ôi, xe bắn đá của nó ở đây.
Thế mình đứng chỗ này thì nó không bắn được. Đổ bộ ở cái bờ này. Assault ships ready to attack. Moving out. Our missiles await your orders. Ơ, cổng này nó không đóng kín hoàn toàn này. Ơ, cái thành này rất hay. Nó để cổng thành rỗng như này là có thể xông vào được này. Cái cổng này hướng này thì chỉ có thể tấn công bằng đường biển thôi. Chỉ có đường biển mới vào được cái đường này. Ồ, hoặc là có thể vào từ đây. Ồ. Đây nó bị công nó bị vỡ mất mấy cái thành này rồi. Ồ. Thành đẹp quá. Ồ, cái cảng biển này đi vào đây. Ồ. Đây. Tàu bè sẽ đỗ ở kia vào đây và đi thuyền vào đây à? Đi vào đây à? Cuộc sống thật là ơ, tháp canh bắn tới mà. Bắn đi. Thôi rồi, cái đổ bộ đã. Chết nhỉ? Tấn công từ hướng này... Qué đổ bộ được. Tấn công từ đây thì chắc chắn là vào được. Mình phá cái tháp canh ra là mình vào được. Đấy, đây này. Thì đổ bộ ở đây này. Căng nhỉ? Thành rộng quá. Artillery ships ready. Bắn đi cú. Fire on the shore. Nó đang vướng mấy cái thuyền đổ bộ nó chưa vào được à? Chưa thấy mấy cái thuyền pháo tấn công. Từ đã xem tầm bắn của cái tháp canh bên này, cái khẩu pháo bên này. Moving out to the oars. Row, curse you, row. Tháp canh nó bắn đâu có xa lắm nhỉ? Quick march. Support ships ready. Ships waiting. General. Từ đổ bộ thành Kathagi đẹp quá. Off the boats. Understood. All men ashore. Artillery at your command. Battle yes, group commander. Disbanded. To the oars. Artillery at your command. Artillery ships ready. Tầm bắn của nó rõ ràng tới. Tới mà sao nó không bắn nhỉ? Ừ.
Master! Keep us watertight now! Praise the gods and pass the ammunition! Rõ ràng là báo bắn tới mà nó lại không bắn. Chơi nhau à? Chơi nhau thì tất cả xông lên. Một PK man. Chết. Rõ ràng nó nhìn được gọi là không bắn. Vướng cái gì không biết. Một trận đánh tưởng dễ dàng. Ái à ôi. Linh giáo xếp đội hình pha lăng đứng hàng đầu luôn này. Khôn chưa. Đừng tưởng chúng nó ngu. Ở đấy, pháo hạng của mình bắn vào tới thôi rồi. What? Spartans! Cũng lùi lùi ra xa tí nhỉ. Không bắn được. Bọn này cố chịu đau. Giết mấy thằng Kitchenman này đó. Phải giết được mấy thằng Kitchenman này. Cái quái nào bắn mấy thằng Kitchenman nó mãi không chết này. Đánh tưởng chừng dễ mà không dễ thế nào à? Cố lên. Giết được hết bọn Pikmin này thì mới tiến vào được. Chúng nó bị rác đây. Cái thanh này được đấy. Thằng nào thiết kế cái thanh này đây? Đá 40 cũng được đấy chứ nhỉ? Cái thành này là nó sẽ không cho phép kỵ binh pháo hạng hỗ trợ rồi. Pháo hạng bắn bọn này chắc bắn được. Rồi, tốt rồi, bộ binh đâu xông vào. Thủy quân độc chiến, đây là thủy quân độc chiến, không phải bộ binh. Không phải bộ binh thông thường. Spearman, ready for orders. Tell us. Take aim.
cổng thành của nó xuống. Không bắn nữa, kiểu vớ vẩn bắn chết cho mình. Rồi. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây đến mới bắn được. Spartan không phải sợ, máy nhận hết. Được chưa? Bàn hàng xong chưa đội cung? Rồi, bắn. Đấy, đúng rồi. Phải thế nó mới thấm được. Úi xưởng. Ủa, mình cũng không nặng hết được, bọn này nó đánh lì đến cùng đấy, không đùa đâu. The battle is turning in our favor. Cung của mình cũng ăn được. Break the lines. Xong. Mấy con này nữa. Đến đằng sau à? Đến đằng sau à? Ôi, sao thấm nhỉ? Cổng máu à? Lém phi lưu manh. Úi xùi ơi. Cảnh chiến thì mày ăn làm sao được với Sparta. Wow. Ai giả đội cung bắn thấn đấy. Ngày nắng đẹp để đánh nhau. Cờ của Sparta đã được kéo lên rồi. Cung rút ra. Chơi luôn. Sao thế quái nào mà nó còn có mấy thằng mà nó lì này. Lại có mấy thằng Slinger này. Double time. Pull back. Back now.
À mày đứng như này là bọn cung nó bị khuất tầm nhìn. Ôi giời. Này, mấy thằng nông dân mà nó cũng ra đây nó đánh nhau thì mà nó lì thế nhở. Này, sao mà nó đánh lì một cách khó hiểu. Chia ra. Còn lại tiến hoàn thành. Cung thủ đó bắn. Đuổi. We have captured a tower. Chúng ta chiếm được tháp canh. Tướng rồi. Spartans! Chiếm được tháp canh, chọn tướng vào. Mình chạy men theo cái thành này mình có thể lên được trên này không nhỉ? Lên được ấy. Ui, cái thành của nó đẹp quá. Citizen Cavalry. Bỏ chạy à? Archers, take now. Orders, are you engaged? Truy sát cho nó nào. Ôi dồi ôi, thế còn mấy thằng này đánh mãi cho chết thằng này đi. Quất vào. Thành đẹp quá. Rồi, cung thủ mình bắt đầu bắn được rồi. One of our units has used all its ammunition. Spartans! Prepare glory! Archers! Advance at speed! Mấy con ngựa của nó lì một cách khó hiểu. Orders, ready and waiting. Tiến vào này anh em. The men are wavering. Sao lại bỏ chạy? Ồ. Nó chạy đến đâu anh? Tướng nó trong này này. Thành nó. Cái nhỉ? Ngựa cái binh này còn nó đánh lì vãi nhỉ. Citizen Cavalry, cái binh cùi nhất của các nước Liên Minh. Mà đánh quyết tử đến những người đến cuối cùng. Ready, as you command. Spear infantry. Our general is under attack.
archers! Fire on the enemy! Chạy rồi. Chạy rồi. Vỡ đội hình rồi. Con ngựa này của nó chạy chưa? General! Ôi, thành nó rộng quá. Tất cả anh em vào đây. Chạy mỏi hết cả chân. Địch còn ở đâu nữa à? Đây cũng có một tượng nữa này. Anh em xông vào. Thành nó to và đẹp thế. Dán trên được thủ cái thành này. Ơ sao vẫn còn cờ của thằng Kataki kia đấy. Ui dồi ôi. Chạy mỏi cả chân không tới. Giáo sư nào thiết kế cái thành này không biết. Ai trời. Mình phải luôn chết nhiều phết nhỉ. Thế mà nó vẫn chưa chạy à? Như thế rồi mà nó vẫn chưa chịu chạy. Ồ. Mày chết này. Xong rồi. Ơ, chúng ta nhận được một cái danh hiệu gì kia? À, vừa có một cái thành tích mới à? Ui ôi. Tưởng ngon ăn cái thành này hóa ra cũng mệt phết nhỉ? Nikon. Trong các tướng của La Mã mình chưa nhìn thấy Pompey đâu cả. Mình thấy có mỗi Julius Caesar và Nero và cái gì nhỉ? Cicero. Soát thành công. Hạm đội của chúng ta lên cấp. Tăng một điểm ở đây để di chuyển xa hơn. Ready. The ship cannot go there. Yes. Put your packs into eggs. Nó không có đủ lực lượng ở trên này nữa rồi.
đang cần hồi quân đấy. Vùng này thì ok. Rồi, các quân đoàn mình rồi. Cũng thế khá nhỉ. Không có ý định. À, xe bắn đá đây à? Cũng được. Cho hạm đội này rút lui không? Để nó tái chiếm lại cái vùng này để mình chiếm lại. Mình muốn kiểm soát toàn bộ vùng này. Thủy quân lục chiến của mình tiến nhanh thật. Ôi, nếu mà mình kiểm soát lốt chỗ này thì mình chỉ cần phải lo phòng thủ trước thằng đóng một cái hạm đội ở đây nữa là êm du. In honor, I come back. Chưa phải lúc. Hai thằng đấy nó hòa bình với nhau. Hai thằng đấy nó hòa bình với nhau. Nó vừa cử một cái 13 mà tấn công vào đây thì chắc là nó không tấn công được. Mình muốn cho mấy thằng thủy quân lục chiến của mình nó có thêm tí kinh nghiệm nữa. Trận này thì easy quá. Ừ, lên cấp. Ây da, thằng này được bút giáp nhiều phết này. Phải nhất là về đàn. Fleet reporting. All hands to the oars. It is an honor to serve. Cái này mà tăng lên thì nó tăng quân đồn trú. Your orders. Easy into port. Ready for orders. Row, damn you, row. Chiếm đây à? Vây cảng nó lại cho anh. None shall pass. Hết lương thực à? Hết lương thực à? Thế mày xong rồi. Slava Infantry, chiến binh nô lệ. Tuyển là con voi cùi này. Không phải à? Không tuyển là voi cùi à? Chuẩn bị nha. Bây giờ mà chiến tranh Gamma Natia. Ai? Thằng này sao đến Attila mạnh phết đấy đuổi. First though, then I am humbled by your honorable words. I accept. Come, we have prepared the feast of some splendor. Ai da, không chịu.
Mình tuyên chiến với một phát xong rồi mình bắt nó chư hầu nó chịu ngay. Ai cặp đâu rồi? Bác quân xuống đây. Anh già, thanh niên này đông quân gớm nhỉ. Tra được con ngựa này. Chắc không dám đánh vào đây. Cái vùng này vùng Ai Cập rồi. Qua qua liền. Between friends, the gift of gold. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. No, 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 no. My people can only dream of wealth. I. Đồng minh đồng khói mày. We have simple needs. All we ask. À, thằng Đức sắp dẹo rồi. Thằng Đức chỉ còn một cái khoảng rất là nhỏ. We make this modest request in the knowledge that you. Our coffers are not. My people. Bọn này liên tục đề nghị đồng minh đồng khói. The love of gold can stir evil. My people. Là để hỗ trợ các vị thần. Tiền của mình lên nhiều thế, 10.000 cơ à? Oh. Rồi, hay quá, lên ruộng á. Trừ 10 lương thực. Kinh tế của mình khởi sắc. Mình có một cái nguồn kinh tế dồi dào nhỉ. Bây giờ nó đắm pháo hạng phết đấy. Đánh nhau mà lòng hoàng là chết quân. À, rút về đây à? Thấy không ăn được lại rút về đây à? Không được con ngựa nào. Khó ghê nhỉ. Commander, march until your feet bleed, then march. Ready to get the blockade set up. Thành không có người à? À đây, quân đây. Ồ, đô đốc hải quân của mình sẽ lên cấp liên tục như này thì. Chưa chiếm được cái vụ nó mì. Ai cặp đâu rồi, cử quân xuống phe nó đi.
Rồi ô. Quân đội đi đằng nào hết rồi. Hai quân đoàn sang đấy mà chúng nó đã thua rồi. In his wisdom. No. My people can only dream of wealth like yours. Bây giờ muốn kiểm soát được cái vùng Syria kia thì My lord offers you peace. Tomorrow his preoccupation with this war. Mình muốn kiểm soát toàn bộ cái tỉnh đó. I dare not ask much for my people. My people can only dream of wealth like Làm đồng minh của mình. Không đồng minh đồng khó gì cả. À, nâng cấp này giảm upkeep cho thuyền chiến. Ready for orders. Bây giờ làm nào nhỉ? Hạm đội này bị thương nhẹ. Vây cả này của nó lại đó. Quân của nó thì cũng bình thường thôi. Bọn này thì rank hơi cao tí. Có lẽ nó bổ sung thêm một quân đoàn nữa sang bên này. It is an honor. Get the blockade set up. Set up a blockade. We hunger for battle. Chỗ đấy nó có con sông. Cho bọn này nó tấn công trước. At your command. Ba đơn vị quân. At once. Waiting for more orders. À, chiếm lại ngay. Đây này. Từ từ đã. With all respect, you have a duty. Mày cứ gạ gẫm nó đánh nhau khắp nơi làm cái gì vậy? Sao lại xử lốt mày bây giờ?
gold freely given and gratefully accepted. Thằng Đức chỉ còn một cái khoảnh đất, con ở bên trên kia rồi. Ready for orders. Commander, at once. You have further orders. Yes. At your command. On the move. Stopping for now. Ngu học rồi, để thằng này ở đây còn mua được cái binh chứ. Thằng này nó lại chiếm được cái vùng này. Bọn này đánh nhau qua lại đây mãi không xong à? Phía Bắc thì xanh lè này nhỉ? Lo gì đâu? Xung quanh của mình thực ra tại mình thích gây chiến với mấy thằng này chứ không thì tất cả đều xanh hết. You are welcome. Oh, I am sure that your wares will find a home somewhere, but... Greetings in the name of Hermes. Speak. Hai quân đoàn tiến sang. We have simple need. Perhaps. Thích đánh nhau mình. We have simple. Tăng 15 điểm ngoại giao với tất cả các option. Commander. On the move. We take this settlement. Will escape. Nó còn có một đống quân tiếp viện đấy kìa. Quánh. Xem quân tiếp viện của nó vào kiểu gì. Xem quân của mình ở đâu đó. Đi cho lực lượng đổ bộ đường biển vào. Có vẻ như chơi súng trung phương đánh nhau với các đội quân phương đông này mà hơi như này là hơi ít kỵ binh nhỉ. Quân của mình vào từ hướng kia.
Gian quân ở ngay cái bờ biển này này. Grouped and awaiting orders. Đợi cái đội thủy quân lục chiến nó vào đấy. Battle group awaiting orders. Spartans. Battle group ready and awaiting orders. Elephants ready for battle. Heavy onager. I am considered worthy of command, not because of family or high birth. Our reinforcements have arrived. Mấy cái thành thuyền cuối này thì làm ăn gì không biết. Nó còn có cái lực lượng à. Định đâm hook à. Mày đòi hút với thuyền cỡ lớn á? Sao mà mày ảo tưởng sức mạnh thế? Sim. Assault ships ready for orders. Assault ships reporting. Mày không chịu trèo lên bờ lại còn đứng đây bắn tên vào quân anh. Rồi, không ký tên. Xong. Phá ra đây. Nó đổ bộ. Nubian Kauri.
cửa bộ thế nào. Úi dồi. Không chạy xa quá kiểu nó bắn chết. Lùi lại đây, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Để lực lượng của quân của mình đổ bộ hết đã. Xong cho mấy con ngựa đi lùa nhỉ. Hết chưa? Lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ hết chưa nhỉ? Còn một chiếc nữa này. Italian noble cavalry. Rút à? Rút vào thành à? Support ships. Moving out. Oh god. Ready. Spartans. Spear infantry. At your command. We await your command. Battle group ready. Double time. Your orders. Understood. Sparta. Understood. Orders. Tấn công. Sợ quá, chạy hết à? Waiting target. Melee cavalry. Missiles ready and waiting. Men of Italia. Heavy onaga. Ah! Mày nghĩ mình mày biết ném phi lùm á? Mày nghĩ mình mày biết ném phi lùm á? Đâu, không bắn nữa, chết rồi mình đấy. Archers. Ready and waiting. Bình tĩnh. Cung thủ à? Your orders understood. Spartans. Advance at speed. Spear infantry ready. At speed, Sparta!
Spearmen, ready for orders. At the double! Quick march! Orders! Double time! By your command! Archers! Sao nó toàn bộ binh này? One of our units has used all its ammunition. Kêu nó chết chưa? Quá hạn bắn nhiệt tình mà chứ. Ôi nó đến đông lắm. Cho nó đến. Càng đông càng vui. Ok. Thằng này ngáo đá này. Phao tinh thần chiến đấu quá. The enemy general is dead. Ngáo đá. Ui, nó qua một thằng vứt đi đâu rồi? Mày nó xông vào đây. Our general is under attack. Tướng quân chúng ta bị tấn công. Sập bọn nó luôn. Archers. Italian noble cavalry. Recharge! Raiders, advance! Rồi, đội này tiến lên. Royal Spartan. Advance and speed. As it loose. Elephants. Tiến lên. Voi nó càn sớm lắm. Đây rồi. One of our units has used all its ammunition. Vào đây nào, voi. Bắn vào đây cho anh. Sparta! Spearmen ready for orders. Man at speed! Spartans! Advance at speed! Spear infantry at your command. By your command, ready. Orders understood. Ra nó bắn thấm lắm nhỉ? Nó bắn gớm nhỉ? Ôi dồi.
mày lùa với vợ của anh à? Mày lùa với vợ của anh à? Ô, phá hạng rồi. Xong hết rồi. Đánh kiểu này nhìn trông nó nó lắm đến tập xa phết đấy chùa. Trận này mà không có pháo hạm là mình cũng tốn công quân khơ khớ để đơn giản. Ủa thế thằng này nó còn một cái thành nữa đâu. Ready for orders. Easy into port. Chiếm được cả tỉnh này rồi mà sao chưa thấy có hỗ trợ đâu nhỉ? À đây. Vùng này nó chỉ hỗ trợ cái này thôi, kinh tế. Cặp cử được quân xuống đây rồi à? Được, mình sẽ cho quân xuống tiếp viện giúp mày. Cứ sao cho nó có hai tỉnh nữa. Thằng này vô gia cư rồi. Hai quân đoàn này chuẩn bị mà xông vào đánh thành của mình này. Ready for orders. Vào đi cu. My people can only dream of wealth like yours. Can you not spare some for us? My people can only... Bọn này nó chiến tranh cái gì ở cái khu vực Capcas nhỉ? Nhiệm vụ tiếp theo của mình là... In honor, I come bearing gifts. And why do you move away in such a fashion? We have seen. Bọn này cứ thích đồng binh đồng khói với mình. À. Trở thành chư hầu mình thì được. Làm gì có kẻ thù nào ở cổng đó, hay bị chứ? Nó cũng không đánh được. Tàn dư của quân nổi dậy. On the move. Ready for battle. For the gods. Nữ hoàng của nó. Khá là nhiều lính tầm xa đấy nhỉ. Đã được một trận phục kích à? Tướng của nó là cái gì? Tướng bộ binh đốt. Battle group ready. Break the legs. Archers. Grouped and ready. Spartans.
Royal spot! Stay in formation! Đứa của mình sẽ đập tướng nó. Úi dồi ôi, lắm thế. Mấy cái này có dùng đến quái đâu nhỉ? Chỉ khi nào tấn công mới cần dùng. Bỏ. Voi của mình đâu rồi? Lùa. Nó từ từ đã cùng mình bắn đấy. Bọn tầm xa của nó bị quay rồi. Tướng nó chết rồi à? Our general is under attack. Spartans! Royal Spartans! Xong chưa? Đó là sức mạnh của cái đội kỵ binh này này. Nó đã cầm kiếm. Ui, sát thương cận chiến 106, giáp 119, phòng thủ cận chiến 57. Ui ôi, cái này thì có đánh đến một vít cũng chả chết. Ôi, phòng thủ cận chiến này chưa bật đội hình nên đã 147 được rồi. Giáp 138. Nó cao thế nhỉ? Chưa mắc đâu. Đội kỵ binh này quá chất chứ không phải là chất. Trăm linh sáu giáp, giáp 119, nó còn gần bằng Cathapak. Xong. Nói chung là xong. Nhảy hết rồi, chạy. Rồi, xong. Nữ hoàng của nó chết trận.
Cái đội kỵ binh này chất quá. Sao nó không cho tuyển đội kỵ binh này nhỉ? Tuyển được đội kỵ binh này thì có vẻ tốt không? Lấy được 2 trận, ngọt thế. Rồi, thế mà vẫn không lên cấp hay cái gì đó. Vào thành đứng cho chắc cờ hộ anh. Lại có một thằng chạy lên tận đây. Tự sát à em? Bây giờ mới lên quân đoàn cấp 2. Cha đi con ngựa này. Chỗ này đã, thằng anh cặp rồi. Đem quân ra đây xem nào. Còn chiến trường phía đông này. Ây da, thằng nào đấy kiểm soát được khu vực này đây. Brexit, thằng nào đấy. Ai dồi. Bây giờ mình chỉ cần đồng minh với bọn này một phát là mình hoàn thành chiến dịch luôn. Chắc là anh em cũng không thích thế đâu. Phòng thủ phía dưới đi, vì trên này thì có lẽ là không có khả năng bị chúng nó tấn công mấy. Nguy cơ bị tấn công từ đây là hơi hiếm. We hunger for battle. Giúp thằng đệ chiếm lại cái vùng này vậy. Còn cái thằng khỉ này. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before your own hard fight. Lo tiền vào mặt nó xem nó chịu nhá. Không chịu à? Đã có chán 9.000. Nước thực của mình bây giờ thì vô biên à? Không phải vấn đề. Cung thủ Clayton Archer bắn kinh quá. It is a simple gift, gold, but one that many appreciate, as we are sure you will. Được, nó chịu làm chị hầu mình đấy. Nó chịu làm chị hầu mình. We make this modest request in the knowledge that your coffers. Đề nghị làm đồng minh của mình nhưng mà bắt mình chi tiền, thằng này khôn vãi. Giúp thằng Ai Cập có kiểm soát thêm cái tỉnh này. Waiting for more orders. Không có chỗ nào đứng nào không bị chết nắng à? Advance. Có thế chứ?
for battle. Rồi. Ok. Chạy về mất. We hunger for battle. To your duties, men. Commander. Get moving, you wretched. Đội sang bên này. Aniku. Để cho thằng Ai Cập nó chiếm luôn vùng này đã. Xong thì mình sẽ cho nó hòa bình. Chuẩn bị cho cuộc chiến với Seleucids. There's a good pork roasting for you. Chảnh với anh à. All praise to the gods. Tất cả thế giới đều muốn chơi với anh mà mày lại chảnh à. Mày lại chảnh chó. Thằng này vô gia cư rồi. Cho mày vô gia cư luôn. Trừ 7 áp tiếp cho các hạt độ. Hay quá. Các hạt độ được đánh trận như này thì nó lại lên rank rồi. Making for port. Your orders. Put your backs into it. Xem này, trung thành của các phe này. Tiền mình nhiều mà. Cho bọn chúng nó tí. Mất có bao nhiêu đâu, có 1.500. Tăng được bao nhiêu trung thành, tội gì. Đi kiểm soát 52. Bổ nhiệm tiếp. Giảm một chút. Rồi, phe của mình đã tăng lên được rồi. Hòa bình. Sao phải nâng nhà lên cấp 4 chứ nhỉ? Nhà này cùi quá. I dare not ask much for my people. Tí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Cho phép my triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Like không. Đó là một hiệp ước rất nguy hiểm. Needs, we... Thằng này nó chiến tranh với mấy cái thằng ở tận à. We have simple. Bọn này nó toàn đòi tiền mình nhá. Gold freely give. Mấy thằng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đánh nhau loạn xạ. Avalon. Ô, ngoại giao của mình kiểu gì đây? Thằng nào cũng xanh lè hết này. Cái thằng đệ này kiếm cho nó một thằng gì đấy để đánh nhau cái là nó thân ngay. Am I always to be disturbed by foreigners? If it is arms, I am in truth and ease. Ném ít tiền vào mồm cái hớn hở ngay. Ready for orders. Sao? Cướp bóc à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.